Xin chào tất cả các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau làm phần luyện tập của bài 7 hình bình hành trong sách giáo khoa. Thì chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên trong phần luyện tập là bài 46. Bài 46 yêu cầu chúng ta là hãy cho biết các câu A, B, C, D sau đây là đúng hay sai. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau phân tích từng câu và chúng ta xem thử là nó đúng hay sai nhé. Chúng ta đi với câu đầu tiên, câu A. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành. Đúng không các em ha? Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành. Vậy thì chúng ta đã có hình thang, tức là cái tứ giác mà nó có. Chúng ta cùng phân tích nhé. Hình thang. Vậy thì chúng ta đã biết hình thang là cái tứ giác mà nó có. Tứ giác có hai đáy song song đúng không? Rồi, mà bây giờ trong bài nói là hình thang này nó có hai cạnh đáy bằng nhau nữa. Bây giờ thêm một cái dữ kiện nữa là nó có hai đáy bằng nhau. Vậy thì mình nhìn đây. Vậy thì trong cái bài này nói rằng tứ giác có hai đáy song song. Tức là này nè, hình thang. Bây giờ người ta không nói là tứ giác có hai đáy song song, mà người ta nói nó là hình thang. Vậy chúng ta sẽ phiên cái chữ hình thang này ra là thành tứ giác có hai đáy song song. Vậy thì theo cái dấu hiệu nhận biết số mấy các em ha? Số 5 đúng không? Chúng ta có tứ giác có hai đáy song song và bằng nhau. Xin lỗi các em, đây là dấu hiệu nhận biết số 3. Dấu hiệu nhận biết số 3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau, tức chúng ta đã có hai đáy song song là hai cái cạnh đối đó, song song và bằng nhau. Vậy thì suy ra nó là hình bình hành, đúng không các em? Vậy thì câu A của chúng ta là đúng hay sai? Câu A của chúng ta là đúng. Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành. Đây là đúng. Vậy suy ra cái nhận định A này là đúng. Rồi tiếp tục. Hình thang có hai cạnh bên song song. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành, đúng không? Hình thang thì đã có hai cái đáy song song, tức là đã có một cặp cạnh đối song song rồi. Bây giờ người ta nói cái hình thang này có hai cạnh bên song song nữa. Có nghĩa là tất cả các cái cạnh đối của cái tứ giác này đều song song với nhau, cho nên nó là hình bình hành. Câu này là đúng không? Theo cái định nghĩa của hình bình hành đó. Rồi, vậy là câu B này cũng đúng luôn. Đúng là vì hình thang là tứ giác có hai cạnh đáy song song. Bây giờ có thêm hai cạnh bên song song nữa. Vậy thì suy ra nó là hình bình hành. Rồi, tiếp tục câu C. Câu C nói rằng tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Hai cạnh đối bằng nhau thôi. Tứ giác, vậy giờ cô thử vẽ một cái tứ giác mà nó có hai cạnh đối bằng nhau. Giờ cô có cái tứ giác này ha, A, B. Rồi bây giờ cô lấy đại một cái điểm C nào đó ở đâu? Đây ha. Người ta nói là tứ giác có hai cạnh bên. Xin lỗi, có hai cạnh đối bằng nhau. Tức bây giờ cô lấy cạnh AB đối với cạnh CD bằng nhau đúng không? Vậy thì cô sẽ đo độ dài của cạnh AB và cô lấy một cái cạnh CD. Đây, vậy C của cô ở đây và D của cô ở đây. Rồi, vậy tứ giác này có phải là hình bình hành không các em? Không phải đúng không? Không có, AB không song song với CD nè. AB, AD cũng không song song với CD, CB luôn. Vậy thì tứ giác này cũng không phải là hình bình hành. Vậy là câu C này là sai. Đây. Mặc dù có hai cạnh đối bằng nhau đó. Rồi tiếp tục, người ta nói hình thang có hai cạnh bên bằng nhau. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau. Bây giờ cô lấy ví dụ một cái hình thang có hai cạnh bên bằng nhau nghe các em. Hình thang thì sẽ có hai cái đáy song song với nhau đúng không? Rồi, đây, cô có cái hình này. Hình thang cân đó các em. Hình thang cân A, B, C, D. Hình thang cân thì sẽ có hai cạnh bên bằng nhau. Nhưng đây có phải là hình bình hành không? À không, đây không phải là hình bình hành. Vì chúng ta chỉ có AB song song với CD. Nhưng chúng ta lại không có AD song song với BC. Tức là chúng ta chỉ có một cặp cạnh đối song song thôi. Cho nên cái nhận định này là sai. Câu D này là sai. Rồi, vậy các em nhớ cho cô 5 cái dấu hiệu nhận biết hình bình hành để mà mình có thể vận dụng nó vào các cái bài tập tương tự như những cái bài tập này ha, để mình biết được là nhận định đó người ta nói đến là đúng hay là sai. Rồi bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục với bài 47 trong sách giáo khoa. Rồi bài này cho chúng ta hình 72 trong sách giáo khoa. A, B, C, D là hình bình hành ha. Rồi cô sẽ vẽ lại cái hình này. Rồi cô có A, B, C, D là hình bình hành nè. Rồi chúng ta ghi lại cho cô bên này cái giả thiết ha. A, B, C, D là hình bình hành. Rồi tiếp tục nè. Đường chéo BD. Vẽ cho cô đường chéo BD. Rồi từ A chúng ta có AH vuông góc với BD. H thuộc BD. Lấy điểm H thuộc BD sao cho AH vuông góc với BD. Vậy các em vẽ cho cô AH vuông góc với BD nha các em. Rồi điểm H của cô ở đây. Vuông góc với BD. Rồi CK, lấy điểm K thuộc BD sao cho CK vuông góc với BD. Đó là cái bài của mình, nó như vậy ha. Các em có thể dùng thước EK để mà mình vẽ hình. O là chung điểm của HK. Đây, O là chung điểm của HK. Vậy là OH bằng OK. Rồi, giả thiết của cái bài này như vậy ha. Rồi. Và đề yêu cầu chúng ta chứng minh AHCK là hình bình hành. Và chứng minh 3 điểm AOC thẳng hàng. Rồi, vậy thì cái bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Vậy đầu tiên chúng ta đi với cái ý đầu tiên ha. Câu A. Chứng minh AHCK là hình bình hành. Vậy thì để chứng minh AHCK là hình bình hành thì chúng ta phải đi chứng minh AH song song với CK nè. Rồi chứng minh AK song song với CH, hoặc các em chứng minh luôn cho cô AH song song với CK và AH bằng CK. Đó, chứng minh cho cô AH song song với CK và AH bằng CK. Và các em đi chứng minh cho cô hai cái điều này thì các em sẽ ra được AHCK là hình bình hành. Được không các em? Rồi, vậy thì với cái bài này chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Các em có nè, ABCD là hình bình hành đúng không? ABCD là hình bình hành thì chúng ta sẽ có AB. AB bằng với CD. Rồi, chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta có AD bằng với BC, đúng không các em? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh cái tam giác nào bằng với cái tam giác nào để mà có được là AH bằng với CK. Đó là điều mà các em phải thực hiện đó, chúng ta phải chứng minh như vậy ha. Vậy đầu tiên chúng ta chứng minh AH song song với CK trước. AH song song với CK. Tại sao AH lại song song với CK các em? Chúng ta có AH vuông góc với BD nè, CK cũng vuông góc với BD, cho nên hai đường thẳng này song song với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ có AH vuông góc với BD. Rồi chúng ta có cái gì nữa? Và AH vuông góc BD, CK cũng vuông góc với BD. Đó, vậy thì từ đây chúng ta suy ra được song song với AH song song với CK. Cô đặt cái này là 1 ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh AH bằng với CK thì chúng ta sẽ chứng minh được đó là hình bình hành. Bây giờ làm thế nào để chứng minh được là AH bằng với CK? Các em thấy nè, AH nó nằm ở tam giác nào các em? Chúng ta để chứng minh, lúc nãy cô có bày các em đó, để chứng minh hai cái đoạn thẳng bằng nhau thì thường chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không? Vậy chúng ta có AH là thuộc cái tam giác AHD. Đây, tức là cái tam giác này ha. Đây. CK thì thuộc tam giác nào các em? Tam giác CKB. Tam giác này ha. Hai tam giác này, tại sao hai tam giác này lại bằng nhau? Chúng ta thấy hai tam giác này bằng nhau. Thứ nhất, đây là tam giác vuông đúng không? Tam giác này là tam giác vuông. Chúng ta có, các em nhìn cho cô góc B nè. Góc B, đây, cái góc này nó bằng với góc nào của tam giác này? Đúng rồi, nó bằng với góc D. Lý do là đây là hai góc so le chồng, AB song song với CD, mà góc B1 và góc D1 này là hai góc so le chồng, cho nên hai góc này bằng nhau. Rồi, đó là góc. Tam giác vuông thì thêm dữ kiện gì nữa? Mình có thêm cái cạnh huyền BC bằng với AD nữa. Cho nên chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ xét tam giác AHD và tam giác CKB. Có hai tam giác này có góc B1 bằng góc D1. Lý do là ABCD là hình bình hành. Hai góc này là hai góc so le chồng. Rồi, chúng ta có AD bằng BC. Cũng lý do là ABCD là hình bình hành. Rồi, thêm một dữ kiện nữa là AHD, góc AHD, tức là tam giác này là tam giác vuông đó, bằng với góc BKC bằng 90 độ. Vậy thì từ ba cái điều này chúng ta suy ra được hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau. Tam giác AHD bằng tam giác CKB theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn, đúng không? Vì hai tam giác này bằng nhau cho nên chúng ta suy ra được AH bằng với CK. Cô đặt cái này là 2. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bài tập này với phần bản bên đây ha. Ta sẽ tiếp tục với bên này. Rồi, vậy thì chúng ta có 1 và 2. Vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra được AHCK là hình bình hành. Rồi, vậy chứng minh hình bình hành thì chúng ta chứng minh hai cạnh đối song song và bằng nhau. Rồi tiếp, ý B người ta yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh AOC thẳng hàng. Chứng minh AOC thẳng hàng. Bây giờ làm thế nào để chứng minh AOC thẳng hàng các em ha? Các em nhớ cho cô cái dấu hiệu nhận biết thứ 5 của hình bình hành đó. Hình bình hành tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Vậy với cái hình này chúng ta đã có cái đường chéo nào các em? Chúng ta có đường chéo là đường chéo BD. O là trung điểm của HK, đúng không? Mà chúng ta có cái tam giác AHD bằng tam giác CKB, tức là chúng ta có DH bằng với KB, có OH bằng với OK. Vậy chúng ta suy ra được O chính là trung điểm của BD. Mà O là trung điểm của BD thì O sẽ là giao điểm của AC với BD. Cho nên 3 điểm AOC sẽ thẳng hàng. Rồi chúng ta sẽ giải chi tiết như sau. Ta có tam giác. Đây, tam giác AHD bằng tam giác CKB. Cho nên chúng ta suy ra được DH bằng BK. Chúng ta lại có OH bằng OK theo giả thiết, đúng không? Đây là O là trung điểm đó. O là trung điểm của HK. Cho nên từ hai cái điều này chúng ta suy ra được OD bằng OB. Suy ra O là trung điểm, O là trung điểm của BD. Rồi có O là trung điểm của BD rồi. Chúng ta lại có ABCD là hình bình hành. Hình bình hành thì có giao điểm của hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Cho nên chúng ta suy ra được O sẽ bằng AC giao với BD. Đó, O chính là bằng AC giao với BD, cho nên chúng ta suy ra được OA sẽ bằng OC, hoặc là chúng ta suy ra luôn cho cô AOC thẳng hàng. Đó, đối với hình bình hành, khi người ta yêu cầu chứng minh 3 điểm thẳng hàng mà thuộc về đường chéo thì các em cứ nhớ cho cô, trong hình bình hành thì 2 đường chéo cắt nhau tại giao điểm của mỗi đường. Các em chỉ cần chứng minh cho cô được như vậy thì các em đã chứng minh ra được cái chỗ là 3 điểm thẳng hàng rồi đó. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài 47 trong sách giáo khoa rồi. Chúng ta đã chứng minh được AHCK là hình bình hành, bởi vì AHCK có 2 đường, có 2 cạnh đối song song và bằng nhau. Chúng ta đã chứng minh được AOC thẳng hàng vì O là giao điểm của 2 đường chéo, mà AC là một cái đường chéo của hình bình hành, cho nên AOC sẽ thẳng hàng. Bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục với bài 48 trong sách giáo khoa. Bài 48 cho chúng ta tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD này có EFGH là chung điểm của các cái cạnh. E là chung điểm của AB, F là chung điểm BC, G là chung điểm CD và H là chung điểm của DA. Và người ta yêu cầu chúng ta là hãy cho biết EFGH là hình gì? Vì sao? Rồi, để làm được bài này chúng ta sẽ vẽ cái hình ra đã các em ha. Đầu tiên người ta cho chúng ta tứ giác ABCD. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ một cái tứ giác ABCD bất kỳ ha. Các em vẽ cho cô một cái tứ giác ABCD bất kỳ. Rồi, chúng ta cứ vẽ đại cho cô một cái tứ giác. Đây, A, B, C, D. Tứ giác ABCD này có E là chung điểm của AB, F là chung điểm của BC, G là chung điểm của CD và H là chung điểm của DA. Và người ta hỏi chúng ta là EF GH là hình gì? Bây giờ để biết nó là hình gì, các em vẽ thêm cho cô một cái đường chéo AC nữa nhé các em. Rồi, với cái bài tập này các em phải nhớ cho cô một cái kiến thức, đó là cái kiến thức liên quan đến một cái đường thẳng. Nhớ cho cô cái kiến thức liên quan đến đường trung bình của tam giác, của hình thang đó. Một đường thẳng đi qua chung điểm ở trong một tam giác, đúng không? Vậy các em nhớ cho cô, trong tam giác này, trong một tam giác, đường thẳng đi qua chung điểm của một đường, của một cạnh, và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua chung điểm của cạnh thứ ba, tức là cạnh còn lại đó ha. Đó, các em nhớ cho cô cái như vậy ha. Và khi đó rồi tiếp, đó là cái kiến thức thứ nhất các em cần nhớ. Kiến thức thứ hai các em cần nhớ cho cô là đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của tam giác thì sao? Bằng 1/2 của cạnh đáy, và nó sẽ song song với cạnh đáy. Nhớ cho cô như vậy nhé. Rồi, vậy thì bây giờ bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Rồi, để biết EFGH là hình gì, các em nhìn vô hình này các em thấy nó EFGH là hình gì? Nó là hình bình hành đúng không? Vậy thì để chứng minh nó là hình bình hành, các em chứng minh cho cô là EF song song với HG và EF bằng HG. Đây, chứng minh cho cô hai cái điều này. Chứng minh cho cô EF cái hướng để các em đi đó ha. Em thấy nè, EF đó, chứng minh cho cô EF song song với HG và EF bằng HG. Rồi, đây là nhiệm vụ của chúng ta ha. Chỉ cần chứng minh ra được như vậy thì chúng ta đã chứng minh được EFGH là hình bình hành. Và bây giờ chúng ta chứng minh đầu tiên cho cô, chứng minh cho cô EF song song với HG. Chứng minh được không? EF song song với HG. Vậy thì để chứng minh được EF song song với HG, các em lựa cho cô một cái đường thẳng thứ ba để chúng ta chứng minh EF song song với đường thẳng thứ ba đó và HG cũng song song với đường thẳng thứ ba đó. Thì từ đây chúng ta suy ra được EF song song với HG theo tính chất bắt cầu. Được không các em? Rồi bây giờ chúng ta nhìn nè. Xét cho cô tam giác ABC. Tam giác ABC có E là trung điểm của AB nè, F là trung điểm của BC. Vậy EF là cái gì của tam giác ABC các em? À, nó là đường trung bình của tam giác ABC. Cho nên EF sẽ song song với AC và sẽ bằng 1/2 AC. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét cho cô tam giác ABC có E là trung điểm của AB, F là trung điểm của BC. Vậy thì từ hai cái điều này chúng ta suy ra được EF là đường trung bình của tam giác ABC. Mà vì nó là đường trung bình của tam giác ABC cho nên chúng ta suy ra được EF sẽ bằng, EF sẽ song song với AC và EF bằng 1/2 AC. Rồi, đây là cái điều thứ nhất, các em đặt đây cho cô là 1. Rồi, tiếp tục xét cho cô tam giác thứ hai. Chúng ta sẽ chứng minh HG song song với AC và bằng 1/2 AC. Chúng ta sẽ xét tam giác ACD có, tam giác ACD có cái gì? À, có G là trung điểm của CD. Có H là trung điểm của DA. À, vậy thì từ hai cái điều này chúng ta suy ra được GH là đường trung bình của tam giác ACD. Mà vì nó là đường trung bình của tam giác ACD nên chúng ta có GH sẽ bằng song song với AC và GH bằng 1/2 AC. Cô đặt đây là dữ kiện thứ hai. Vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra được EF song song với GH và EF bằng GH. Mà vì hai cái điều này cho nên chúng ta suy ra được EFGH là hình bình hành vì nó có hai cạnh đối song song và bằng nhau. Rồi, vậy là với cái bài tập này chúng ta sẽ dựa vào cái kiến thức liên quan đến đường trung bình của tam giác để chúng ta chứng minh có hai cạnh song song với nhau nè, hai cạnh đối nó bằng nhau, để từ đó chúng ta kết luận một cái tứ giác là hình bình hành. Rồi, bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục với bài 49 trong sách bài tập. Trong sách giáo khoa trang 93. Thì bài 49 cho chúng ta hình bình hành ABCD. ABCD là hình bình hành. Y là trung điểm của CD. Vậy chúng ta có CY bằng DY. K là trung điểm của AB. Vậy là chúng ta có KA bằng KB. Rồi, đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N. Vậy chúng ta có M là bằng BD giao với AI. Có N là giao điểm của BD với CK. Và yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh AI song song với CK và chứng minh DM bằng MN bằng NB. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình này ra trước nha các em. Rồi chúng ta có ABCD là hình bình hành. Và chúng ta sẽ vẽ trước cái hình bình hành ABCD. Đấy, có hình bình hành ABCD. Rồi. CI bằng DI. CI bằng DI, tức là Y là giao điểm đây. K là giao điểm của AB. Vậy K sẽ nằm ở đây đúng không? K nằm ở đây. Rồi. KA, K. M là giao điểm của BD. Rồi cô sẽ vẽ BD trước ha. M là giao điểm của BD với AI. N là giao điểm của BD với CK. Rồi vậy chúng ta có cái hình như vậy nha các em. Rồi bây giờ đề yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh AI song song với KC. AI song song với KC. Chúng ta còn thiếu điểm M ha, điểm M nè, điểm N. Điểm M là giao điểm và điểm N cũng là giao điểm. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh AI song song với CK. Vậy làm thế nào để chứng minh được AI song song với CK các em? Chúng ta có AI CK. Chúng ta có nè. Các em nhìn nha, cô sẽ định hướng cho các em. Các em hãy chứng minh cho cô AICK là hình bình hành trước. Khi AICK là hình bình hành thì chúng ta sẽ có AI song song với CK. Vậy đầu tiên chúng ta chứng minh cho cô AICK là hình bình hành. Chứng minh được không ha? AICK là hình bình hành. Tại sao AICK lại là hình bình hành? Bây giờ chúng ta hãy chứng minh cho cô AK song song với CI và AK bằng CI. Định hướng cho các em tính giải ha. Định hướng ở câu A. Hãy chứng minh cho cô AI song song với CK. Để AI song song với CK thì chúng ta phải chứng minh AICK là hình bình hành. Rồi, để mà AICK là hình bình hành thì các em đi chứng minh cho cô AK bằng CI và AK song song với CI. Đó, chỉ cần chứng minh như vậy thì chúng ta sẽ chứng minh được AI song song với CK. Vậy thì AK có bằng CI không các em? Bằng đó, tại vì chúng ta có ABCD là hình bình hành nè, cho nên AB sẽ bằng với CD. Mà K là chung điểm của AB, Y là chung điểm của CD, cho nên chúng ta sẽ có AK bằng 1/2 AB và cũng bằng 1/2 của CD luôn đúng không? IC bằng 1/2 CD. Vậy theo tính chất bắc cầu, hai đoạn này bằng nhau. Chúng ta có hình bình ABCD là hình bình hành nên AB song song với CD. Mà K là giao điểm của AB, Y là giao điểm của CD, cho nên AK song song với CI. Rồi, giờ chúng ta sẽ giải chi tiết chỗ này ha. Rồi, chúng ta có ABCD là hình bình hành. Cho nên chúng ta suy ra được AB bằng CD. Rồi có AB bằng CD rồi, AB cũng song song với CD nữa. Vậy thì chúng ta có tiếp tục theo dữ kiện đề bài nè, có K là trung điểm của AB, cho nên chúng ta suy ra được AK bằng 1/2 AB. Y là trung điểm của CD, cho nên chúng ta suy ra được IC bằng 1/2 CD. Mà AB bằng CD, nên từ 3 điều này các em suy ra được AK bằng IC. AK bằng CD, IC. Rồi, AK bằng CD. Rồi, lại có AB song song với CD. Y thuộc AB. K thuộc AB. Xin lỗi các em, K thuộc AB. Y thuộc CD. Cho nên chúng ta suy ra được AK. Đây, AK đây, K thuộc AB, cho nên chúng ta có AK song song với IC. Rồi, từ hai cái điều này, AK bằng IC và AK song song với IC, cho nên chúng ta suy ra được AICK là hình bình hành. Mà vì nó là hình bình hành, cho nên cái cạnh đối của nó còn lại, cặp cạnh đối còn lại của nó sẽ song song với nhau. Tức là AI song song với CK. Đây là điều phải chứng minh. Rồi bây giờ đề yêu cầu tiếp nè. Đề yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh DM bằng MN bằng NB. Đó là cái yêu cầu mà đề yêu cầu chúng ta hãy chứng minh đó. Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta chứng minh được DM bằng với MN bằng với NB? Rồi, các em suy nghĩ xem, giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi, các em nhớ cho cô một cái kiến thức nó liên quan đến đường trung bình, cái bài đường trung bình của tam giác đó. Các em nhớ cho cô, trong một tam giác nha, đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh còn lại. Vậy thì các em nhìn cho cô. Với cái bài này chúng ta chứng minh trước cho cô, chứng minh DM bằng MN. DM bằng với MN. Rồi chứng minh MN bằng với NB. Thì theo cái tính chất bắc cầu chúng ta sẽ chứng minh được ba cái cạnh này nó phải bằng nhau. Bây giờ chứng minh cho cô DM bằng MN chúng ta làm như thế nào? Các em nhìn cho cô này, tam giác DCN. Tam giác DCN có MI song song với NC đúng không các em? Chúng ta đã có AI song song với KC, cho nên MI sẽ song song với NC. Rồi, MI đi qua trung điểm của CD, cho nên M sẽ là trung điểm của DN. Đúng không các em? Theo cái tính chất, theo cái định lý mà cô vừa mới nhắc lại cho các em đó. Rồi giờ chúng ta sẽ chứng minh cái ý đó trước ha. Chúng ta sẽ xét tam giác DCN có MI song song với NC. Lý do là AI song song với CK. Rồi, đó là cái thứ nhất. Rồi, Y là trung điểm của CD. Vậy thì từ hai điều này chúng ta suy ra được M là trung điểm. M là trung điểm của DN. Vậy M là trung điểm của DN thì chúng ta sẽ có được DM bằng MN. Rồi cô đặt cái này là ý số 1. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Các em tiếp tục cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái ý thứ hai là MN bằng với NB. MN đây bằng với NB. Đây là NB đúng không? MN với NB. NB ở đây ha, MN với NB. Đây. Vậy thì làm thế nào để chứng minh được MN bằng với NB? Vậy thì các em nhìn cho cô cái tam giác của chúng ta A, B, M. Tam giác ABM có AM song song với KN đúng không? Vì chúng ta có AI song song với KC cho nên AM sẽ song song với KN. Mà K là trung điểm của AB cho nên chúng ta sẽ có cũng theo cái định lý lúc nãy cô nói đó. Trong tam giác thì một đường thẳng song song với đi qua trung điểm của một cạnh song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh còn lại, tức là N này sẽ là trung điểm của BM. Vậy chúng ta xét tiếp cho cô tam giác ABM. Tam giác ABM có AM song song với KN. Lý do là AI song song với KC. Rồi chúng ta có K là trung điểm. Của AB. Từ hai điều này chúng ta suy ra được N là trung điểm của MB hay là BM đó. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được MN bằng NB. Cô đặt cái này là 2. Vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra được DM bằng MN bằng NB. Và đây chính là điều phải chứng minh. Rồi, vậy thì qua những cái bài tập trong phần luyện tập các em thấy rằng những cái kiến thức mà chúng ta đã được học ở bài trước đều được vận dụng ở những cái bài tập sau này đúng không? Nhất là ở cái bài hình bình hành này chúng ta vận dụng kiến thức liên quan đến đường trung bình của tam giác nè. Rồi kiến thức liên quan đến cái đường thẳng mà đi qua trung điểm của một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh còn lại đúng không? Và các cái dấu hiệu để chúng ta dựa vào đó chúng ta chứng minh một cái tứ giác là hình bình hành. Rồi ở đây chúng ta cũng có liên quan đến những kiến thức liên quan đến hình thang nữa đúng không? Rồi cô hy vọng rằng các em sẽ qua các cái bài tập này, các em sẽ phần nào củng cố lại được những cái kiến thức mà chúng ta đã được học ở trong suốt từ cái đầu buổi học cho đến giờ phút này. Và cô hy vọng là các em sẽ có thể hiểu bài và có thể giải được tất cả các cái bài tập. Rồi, rất vui vì các em đã theo dõi video đến giờ phút này. Thì cái bài tập số 49 cũng đã kết thúc cái bài luyện tập của chúng ta ngày hôm nay. Thì nếu các em cảm thấy video này hữu ích, các em hãy like và chia sẻ cũng như hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Giáo An Học Online miễn phí để tiếp tục xem những cái video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những video tiếp theo.